Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân do Công an tỉnh Lào Cai đăng cai tổ chức. Những ngày này, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ cảnh sát đến từ 16 tỉnh thành trong khu vực đang hăng say tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội lớn của mình. Bất chấp cái nắng gắt trên thao trường, những nữ cảnh sát Công an tỉnh Hà Nam đang miệt mài tập luyện bài thi bắn súng với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất tại hội thi. Trường bắn rất là sạch, đẹp và cái điều kiện bắn là rất là tốt, mặt bằng phẳng. Cái điều kiện để chúng tôi tham gia tập luyện như thế này là rất đảm bảo. Tôi cũng hết sức cố gắng và cũng phấn đấu, cố gắng giành thành tích tốt nhất. Không chỉ cho mang thành tích về cho Công an tỉnh Hà Nam chúng tôi, mà cũng là thành tích chung của lực lượng công an. Ngoài các nội dung thi chính thức, hội thi sẽ có nhiều phần biểu diễn như kỹ thuật lái xe mô tô với tư thế chiến đấu, kỵ binh trình diễn khí công công phá, biểu diễn vận động các địa hình vật cản, bắn súng, ứng dụng đánh chiếm mục tiêu. Cho nên trong quá trình tập chúng tôi là tranh thủ những thời gian thực hiện đúng cái giáo án để tập luyện hết sức nghiêm túc và để đảm bảo khi mà cái nội dung biểu diễn thì diễn ra được đảm bảo an toàn và tốt nhất. Lúc mà cái thời tiết nó đang còn mát thì tôi tranh thủ cho anh em tập luyện, không cần thời gian nhiều, chỉ cần trong vòng một tiếng đến hơn một tiếng, nhưng phải đảm bảo hết sức là nghiêm túc và chất lượng. Sẽ có 16 đội tuyển với khoảng 1.600 cán bộ chiến sĩ cảnh sát tham gia hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật của Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Lào Cai. Ngoài chuẩn bị chu đáo về nơi ăn nghỉ, ban tổ chức Công an tỉnh Lào Cai đã bố trí 3 thao trường, quân tư trang, thiết bị và vật tư phục vụ quá trình tập luyện. Để khắc phục những khó khăn, ví dụ như là thời tiết rất là nắng nóng, thế rồi là chuẩn bị cho 16 đoàn công an các tỉnh về đây để tham dự hội thi, thì chúng tôi đã phải tham mưu để tổ chức triển khai thực hiện là từ cái việc đăng ký nơi ăn, nơi nghỉ cho các đoàn. Thế rồi thì trước, trong và sau cái hội thao là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật Công an Nhân dân sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 7. Thông qua hội thi, góp phần tăng cường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều lệnh quân sự võ thuật, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ thắng lợi, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc gia.